xin chào quý vị khán giả và các em học sinh thân mến đến với chương trình giáo dục học đường hôm nay thầy xin giới thiệu với các em một chuyên đề về giải tích lớp 12 chuyên đề có tên là phương trình logarit phương trình logarit thường hay xuất hiện trong các đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm vì thế việc ôn luyện chương trình này sẽ giúp các em trong việc là mình làm bài thi sau đây xin mời các em đến với chuyên đề trong chuyên đề phương trình logarit hôm nay Thầy sẽ giới thiệu với các em các nội dung như sau. Thứ nhất là phần tóm tắt lý thuyết. Thứ hai, các dạng bài tập. À, trong các dạng bài tập này thì thầy phân ra các dạng bài toán như sau. Dạng bài toán số 1, áp dụng các công thức biến đổi logarit. Dạng bài toán số 2, đặt ẩn phụ. Dạng bài toán số 3, mũ hóa. Và cuối cùng là dạng bài toán số 4, áp dụng các tính chất đơn điệu của hàm số. Sau đây mời các em vào nội dung của bài đầu tiên ta đi vào phần tóm tắt lý thuyết thầy <laughs> có định nghĩa như sau phương trình logarit là phương trình chứa ẩn số trong biểu thức dưới dấu logarit thầy có ba ví dụ về phương trình logarit thứ nhất là logarit cơ số 3 của biểu thức x cộng hai bằng một phương trình thứ hai log của biểu thức x bình trừ sáu x cộng bảy bằng log của biểu thức x trừ ba các em lưu ý ở đây log chính là logarit cơ số 10 phương trình thứ ba log neper của biểu thức 3x cộng 2 bằng 5 các em để ý log neper chính là logarit cơ số e Và sang phần số 2 phương trình logarit cơ bản thầy có định nghĩa như sau phương trình logarit cơ bản là phương trình có dạng logarit cơ số a của x bằng b với điều kiện là a lớn hơn 0 và a khác 1. Cách giải của phương trình này, logarit cơ số a của x bằng b thì sẽ tương đương với lại x bằng a mũ b. Để minh họa cho phương trình này, thầy có một đồ thị như sau. Ở đây thầy có đồ thị của hàm số y bằng loga cơ a của x ứng với a lớn hơn 1 và đồ thị phía bên phải chính là đồ thị y bằng loga cơ số a của x ứng với cơ số a chạy từ 0 đến 1. Các em thấy cả hai đồ thị này đều cắt đường thẳng y bằng b à, tại một điểm duy nhất là hai điểm màu đỏ đây. Thì hai điểm này đều có hoành độ là x bằng a mũ b. Thì hoành độ này chính là nghiệm của phương trình. Tiếp theo thầy sẽ giới thiệu cho các em một số công thức mở rộng với a lớn hơn không khác một và các biểu thức fx gx đều có nghĩa ta có loga cơ số a của biểu thức fx bằng b thì sẽ tương đương với lại là fx bằng a mũ b công thức thứ hai là loga cơ số a của biểu thức fx bằng gx thì sẽ tương đương với lại fx bằng a mũ gx à, công thức này người ta còn được gọi là mũ hóa công thức thứ ba loga cơ số A của biểu thức Fx bằng loga cơ số A của biểu thức Gx thì sẽ tương đương à, có điều kiện thứ nhất là Fx lớn hơn 0 hoặc các em cũng có thể chọn Gx lớn hơn 0 và điều kiện thứ hai là Fx bằng Gx. Sau đây, thầy trò chúng ta sẽ đi sang một số bài tập minh họa. Ở dạng bài toán số 1, thầy có ví dụ thứ nhất cho phương trình loga cơ số 2 của x cộng loga cơ số 4 của x cộng loga cơ số 8 của x bằng 11/6. Người ta hỏi phương trình này có một nghiệm chẵn hay là có hai nghiệm phân biệt hay là có một nghiệm lớn hơn 3 hay là có hai nghiệm nguyên dương. Người ta cho 4 phương án. Ta đi vào phần giải. Hay viết lại phương trình, ta đặt phương trình là phương trình số 1. Đầu tiên ta đặt điều kiện cho phương trình. Các em thấy các biểu thức loga đều chứa ẩn x cho nên ta đặt điều kiện là x lớn hơn 0. À, với điều kiện này thì ta có Trước tiên ta sẽ nhắc lại một số công thức như sau. Loga cơ số a mũ alpha của b mũ beta thì bằng beta chia alpha loga cơ số a của b. Ở đây các em để ý là mũ của b là beta ta đưa ra ngoài và nhân mũ của alpha ta đưa ra ngoài và chia ứng với các điều kiện là a lớn hơn 0 khác 1 và b lớn hơn 0. Thì nhìn vào phương trình, các em để ý, ở đây ta có loga cơ số 4 của x và loga cơ số 8 của x thì chúng ta sẽ đưa nó về loga cơ số 2 của x bằng cách áp dụng công thức này. Như vậy phương trình 1 của ta tương đương như phương trình sau. Rút gọn phương trình này ta được 11 phần 6 lô cơ số 2 của x bằng 11 phần 6 à, Và ta đơn giản 11 phần 6 đi Thì được lô cơ số 2 của x bằng 1 Từ đó áp dụng phương trình logarit cơ bản ta được x bằng 2 So sánh nghiệm này với điều kiện x lớn hơn 0 thì ta nhận nghiệm này Và rõ ràng x bằng 2 là một nghiệm chẵn. Vì thế ta chọn phương án A làm đáp án Chúng ta đi sang ví dụ tiếp theo phương trình loga cơ số 3 của biểu thức x bình trừ x cộng 1 bằng trừ loga cơ số 1 phần 3 của biểu thức 2x cộng 1 có bao nhiêu nghiệm nguyên? À, thầy có 4 phương án chọn như sau. Thì đầu tiên, thầy trò chúng ta viết lại phương trình. Thầy biến đổi phương trình như sau. Các em để ý 1 phần 3 ở đây chính là 3 mũ trừ 1. Vì thế ta đưa ra ngoài và chia cho trừ 1. Như vậy ta mất dấu trừ ở đây Ta được phương trình tương đương à, Đến đây thì ta có công thức Như thầy đã nhắc trong phần lý thuyết Thì loga cơ số A của biểu thức Fx Bằng loga cơ số A của biểu thức Gx Thì sẽ tương đương với hai điều kiện như sau Ở đây thầy chọn biểu thức Gx lớn hơn 0 Tức là biểu thức bên với phải Vì nó đơn giản hơn biểu thức bên với trái Thầy ra được hệ tương đương Và giải hệ này thì ta được hai nghiệm là x bằng 0 và x bằng 3. À quay lại xem đáp án, người ta hỏi là có bao nhiêu nghiệm nguyên. Ta thấy phương trình có hai nghiệm nguyên. Và vì thế ta chọn phương án C làm đáp án. À, chúng ta đi tiếp qua ví dụ số 3. Phương trình loga cơ số 2 của x cộng loga cơ số 3 của x cộng loga cơ số 4 của x bằng loga cơ số 20 của x có nghiệm thuộc khoảng nào sau đây? À, người ta có bốn phương án là bốn khoảng khác nhau hãy đi vào phần giải đầu tiên ta đặt điều kiện cho phương trình thì rất là đơn giản phương trình có điều kiện là x lớn hơn không Hãy viết lại phương trình à, thầy nhắc cho các em lại công thức biến đổi như sau loga cơ số a của b bằng loga cơ số a của c nhân loga cơ số c của b với các điều kiện là a c lớn hơn 0 khác 1 và b lớn hơn 0. À các em áp dụng công thức này vào phương trình. Chúng ta sẽ biến đổi loga cơ số 3 của x. Ở đây loga cơ số 4 của x và loga cơ số 20 của x về dạng là loga cơ số 2 của x. Ta được phương trình tương đương. Đến đây thì ta rút lô cơ số 2 của x ra ngoài làm thừa số chung. Các em dễ dàng nhận ra được là biểu thức trong dấu ngoặc này nó chính là một số thực à, khác không. Vì thế phương trình này tương đương với lại là lô cơ số 2 của x bằng 0 và ta có ngay được là x bằng 1. So sánh với điều kiện thì ta nhận nghiệm x bằng 1 này. À, So sánh với 4 đáp án thì ta thấy x bằng 1 là nó thuộc vào khoảng 0, 2. Vì thế ta chọn phương án B làm đáp án. Thầy đi qua ví dụ số 4. Cho phương trình loga cơ số 4 của biểu thức x cộng 1 tất cả bình phương cộng cho 2 bằng loga cơ số căn bậc 2 của 2 của biểu thức căn bậc 2 của 4 trừ x cộng loga cơ số 8 của biểu thức 4 cộng x tất cả mũ 3 tổng các nghiệm của phương trình này là bao nhiêu à, thầy có 4 phương án tròn ở đây à, giải phương trình này thì đầu tiên ta thấy phương trình rất phức tạp à, vì thế ta đặt điều kiện cho phương trình trước thầy có các biểu thức trong dấu loga ở đây ở đây và ở đây đều phải lớn hơn không các em thấy x cộng một tất cả bình phương lớn hơn không thì điều này nó sẽ tương đương với lại là x cộng 1 tất cả bình phương nó phải khác không nha các em Tại vì x cộng 1 bình phương bình thường là nó lớn hơn bằng 0 Vì thế để nó lớn hơn 0 thì ở đây phải khác không Và dẫn tới là x khác trừ 1 Rồi phương trình bất phương trình thứ hai thì ta sẽ tương đương với lại là x bé hơn 4 Bất phương trình thứ ba tương đương với x lớn hơn trừ 4 à, Thu gọn lại thì ta được là trừ 4 bé hơn x bé hơn 4 Và x khác trừ 1 với điều kiện này thì ta có thầy biến lại phương trình phương trình này sẽ tương đương à, các em sử dụng công thức để à, biến đổi logarit như sau. Ở đây số 4 này các em để ý nó chính là hai mũ 2, ta đưa ra ngoài và chia à, x cộng 1 tất cả mũ 2 ta đưa số 2 này ra ngoài và nhân, như thế ta triệt tiêu số 2 đi. Các em để ý tại sao ở đây xuất hiện dấu trị tuyệt đối? Vì trong khoảng từ trừ 4 đến 4 thì x cộng 1 của chúng ta nó có thể âm Vì thế để cho phương trình này tương đương với phương trình này thì ta phải có là dấu trị tuyệt đối để biểu thức x cộng 1 nó, nó luôn dương à, Tiếp theo thì các em thấy rằng số 2 này thầy biến đổi nó về là loga cơ số 2 của 4 để cho nó có xuất hiện cái loga cơ số 2 ở đây À, với bên phải loga cơ số căn bậc 2 của biểu thức căn bậc 2 của 4 trừ x Các em để ý căn bậc 2 của 2 chính là 2 mũ 1 phần 2 căn bậc 2 của 4 x chính là 4 x tất cả mũ 1/2. Như vậy ta đưa hai cái số mũ này ra ngoài và cũng triệt tiêu đi. Vậy ta có là loga cơ số 2 của 4 x. Tương tự như vậy thì số 8 này chính là 2 mũ 3 và ta đưa hai cái mũ này ra ngoài, triệt tiêu số 3 ta được là loga cơ số 2 của 4 x. Đến đây thì thầy nhắc lại cho các em một công thức như sau. Loga cơ số A của biểu thức Fx cộng loga cơ số A của biểu thức Gx thì bằng loga cơ số A của tích Fx nhân Gx. Thì chúng ta có thể hiểu nôm na công thức này nó chính là loga của một tích thì bằng tổng của hai loga cùng cơ số. À, như thế thì ta áp dụng vào hai vế của của phương trình này. Ta được một phương trình tương đương như sau. Đến đây thì các em lại tiếp tục áp dụng công thức và ta đưa ra được là phương trình 4 nhân trị tuyệt đối của x cộng 1 bằng 4 trừ x nhân 4 cộng x. À, việc giải phương trình chứa dấu trị tuyệt đối thì các em đã học ở lớp 10 rồi. À, cho nên thầy không hướng dẫn lại. Và ta có hệ tương đương như sau. À, giải hệ này thì ta được là hai nghiệm x bằng trừ 2 cộng 2 căn 6 và x bằng trừ 2. Hai nghiệm này so sánh với điều kiện thì ta thấy thỏa mãn điều kiện của bài toán. À, như vậy thì tổng các nghiệm của phương trình nó sẽ là 2 căn bậc 2 của 6 trừ 4. À, đến đây thì ta chọn C làm phương án. Đáp án đúng. Thầy đi qua ví dụ số 5. Tổng các nghiệm của phương trình 2 lốc bình phương của x trừ lốc nơi b của x bằng 2 lốc nơi b của x nhân lốc x trừ cho lốc x là một số có dạng A cộng căn bậc 2 của B trên căn bậc 2 của B với AB là các số nguyên dương à, khi đó thì giá trị của A cộng B là bao nhiêu thì có 4 đáp án chọn các em để ý phương trình của chúng ta các cơ số khác nhau ở đây là cơ số 10 ở đây cơ số E và các bậc các bậc của log, à, của loga nó cũng khác nhau như vậy để giải phương trình này thì ta làm như thế nào các em xem bài giải đầu tiên ta đặt điều kiện cho phương trình là x lớn hơn không khi đó phương trình tương đương thầy chuyển giới chuyển với phải về với trái ta biến đổi và đặt ừ, ở đây ta đặt log x làm thừa số chung ở đây ta đặt log nơi của x làm thừa số chung. Tiếp tục ta lại đặt 2 log x cộng 1 làm thừa số chung để được phương trình tích như sau. À, giải phương trình tích này ta có log của x bằng trừ 1 phần 2. Và phương trình thứ hai là log x trừ log nơi của x bằng 0. Với log x bằng trừ 1 phần 2 thì ta có x bằng 1 phần căn bậc 2 của 10. À, phương trình thứ hai các em lại dùng công thức biến đổi như đã giới thiệu ở những ví dụ trước. Ta biến đổi log x này về log của E nhân log nơi B của X trừ log nơi B của X bằng 0. À, đến đây thì mình đặt log nơi B của X làm thừa số chung. Và phía trong nó sẽ là log của E trừ cho 1 là một số khác 0. Vì thế phương trình này nó tương đương với lại là log nơi B của X bằng, bằng 0. Đây đây. Và ta tương đương được hai nghiệm của phương trình là 1 chia căn bậc 2 của 10 và một nghiệm là X bằng 1 tổng của hai nghiệm này nó chính là một cộng căn bậc 2 của 10 chia cho căn bậc 2 của 10 à, khi đó thì ta thấy rằng à, a của mình nó sẽ bằng 1 và b của mình nó sẽ bằng là 10 và tổng a cộng b ở đây là 11 nó chính là phương án a các em rõ ràng thấy việc biến đổi phương trình À, theo kiểu là mình đặt nhân tử chung rõ ràng ta phải qua rất là nhiều bước rất là phức tạp vậy để giải phương trình đơn giản hơn thầy sẽ giới thiệu cho các em một cái phương pháp thứ hai đó là dạng bài toán đặt ẩn phụ thầy có ví dụ như sau phương trình 2 loga cơ số 2 của x tất cả bình phương cộng loga cơ số 2 của x trừ 1 bằng 0 có tổng các nghiệm bằng à, hãy có 4 phương án Đối với bài toán này chúng ta cũng có thể dùng phương pháp đặt nhân tử chung và đưa về phương trình tích giống như cái ví dụ lúc trước. Tuy nhiên, để bài toán đơn giản hơn thì ta có thể làm như sau. Đầu tiên ta đặt điều kiện cho phương trình. À, tiếp theo ta đặt loga cơ số 2 của x, loga cơ số 2 của x bằng t. Thì khi đó phương trình trở thành là 2t bình cộng t trừ 1 bằng 0. À, đến đây thì giải phương trình bậc 2 có các hệ số là a trừ b cộng c bằng 0 cho nên nó có một nghiệm là trừ 1 và một nghiệm là trừ c chia a chính là 1 phần 2. Với t bằng trừ 1 thì ta có loga cơ số 2 của x bằng trừ 1 tương đương với lại là x bằng 1 phần 2. Với t bằng 1 phần 2 ta có loga cơ số 2 của x bằng 1 phần 2 và tương đương x bằng căn bậc 2 của 2. Các em để ý là hai nghiệm này đều thỏa mãn điều kiện là x lớn hơn 0. À, khi này thì ta tính được là tổng của hai nghiệm của phương trình. Nó sẽ là căn bậc 2 của 2 cộng 1 phần 2. Và ta chọn phương án C làm đáp án của bài toán. Chúng ta đi sang ví dụ tiếp theo. Biết phương trình loga cơ số 2 của x trừ loga cơ số x của 64 bằng 1 có hai nghiệm phân biệt. Khi đó tích của hai nghiệm bằng Ở đây các em để ý à, Chúng ta có ẩn số ở dưới cơ số Vì thế ta đặt điều kiện ta cần lưu ý ha Điều kiện ở đây Ngoài việc cơ số à, ngoài việc x lớn hơn 0 ở đây thì cái cơ số x ở đây nó phải đòi hỏi là phải lớn hơn 0 và khác 1 nữa. Với điều kiện này thì phương trình của chúng ta sẽ tương đương như sau. Loga cơ số 2 của x trừ 6 nhân loga cơ số x của 2 bằng 1. Ở đây các em lưu ý là số 64 này nó chính là 2 mũ 6 vì thế thầy thầy đẩy số 6 ra đằng trước. Đến đây thì ta áp dụng công thức như sau. Loga cơ số B của A bằng 1 phần loga cơ số A của B với điều kiện là A, B lớn hơn 0 và khác 1. Thì các em biến đổi loga cơ số X của 2 thành là 1 phần loga cơ số 2 của X và ta nhân số 6 vào. Vậy ta được phương trình tương đương như sau. Đến đây thì ta đặt loga cơ số 2 của x làm ẩn phụ chính là bằng t. Lúc này phương trình trở thành t trừ 6 phần t bằng 1. Các em để ý là khi mà x khác 1 á thì t của chúng ta bằng loga cơ 2 của x nó sẽ khác 0. Vì thế ở đây ta quy đồng và bỏ mẫu được. Giải phương trình này thì ta được t bằng 3 và t bằng trừ 2. Với t bằng 3 thì ta có nghiệm x bằng 8 à, So sánh điều kiện thì ta nhận Với t bằng trừ 2 thì ta giải ra được x bằng 1 phần 4 So sánh với điều kiện cũng thỏa ta nhận Khi đó thì tích của hai nghiệm này sẽ là 8 x 1 phần 4 thì nó sẽ bằng 2 thì Thầy sẽ chọn là phương án B làm đáp án Thầy đi sang ví dụ tiếp theo Nghiệm lớn nhất của phương trình 3 nhân cho căn bậc 2 của loga cơ số 3 của x trừ loga cơ số 3 của 3 nhân x trừ 1 bằng 0. Nghiệm lớn nhất này là bằng bao nhiêu? Đầu tiên thầy sẽ đặt điều kiện cho bài toán các em để ý. À ở đây loga của x thì x phải phải lớn hơn 0. Loga cơ số 3 của 3x thì 3x phải lớn hơn 0. Như vậy ta có điều kiện là x lớn hơn 0. Ngoài ra, log cơ số 3 của x nằm dưới dấu căn bậc 2, vậy nên nó phải lớn hơn hoặc bằng 0. Vì các em chưa học giải bất phương trình logarit cho nên là điều kiện này ta cứ giữ nguyên và sau đó thì ta thử nghiệm lại vào phương trình ha. Với điều kiện này ta có thầy viết lại phương trình. Tiếp theo, thầy biến đổi nhỏ ở đây 3 x thầy dùng là loga của tích thì biến đổi thành là tổng của hai loga cùng cơ số và ta nhân dấu trừ vào. Thì ta được hai số này. Hai rút gọn lại thì ta được phương trình loga cơ số 3 của x trừ 3 nhân căn bậc 2 loga cơ số 3 của x cộng cho 2 bằng 0. À đến đây thì thầy đặt T nó chính là căn bậc 2 của loga cơ số 3 của x. À, các em để ý điều kiện của T ở đây nó là lớn hơn hoặc bằng 0 phương trình sẽ trở thành T bình trừ 3T cộng 2 bằng 0 à, Các hệ số A cộng B cộng C bằng 0 cho nên nghiệm là 1 và nghiệm là C chia A chính là 2 Hai nghiệm này lớn hơn hoặc bằng 0 cho nên ta nhận à, Với T bằng 1 thì dẫn tới là X bằng 3 So sánh với điều kiện các em thế vào Thế x bằng 3 vào các điều kiện này, đương nhiên là x bằng 3 thì lớn hơn 0 rồi. Và loga cơ số 3 của 3 thì bằng 1 lớn hơn 0 cho nên ta thấy nó thỏa điều kiện. Với t bằng 2 thì dẫn tới là x bằng 81, à, ta thế vào đây. Thì các em có thể dùng máy tính Casio để tính được loga cơ số 3 của 81, thì ta thấy nó cũng lớn hơn không vậy thì nó cũng thỏa điều kiện. Rồi, với hai nghiệm này thì ta so sánh thì ta thấy nghiệm x bằng 81 là nghiệm lớn nhất của phương trình. À khi đó thầy chọn phương án C làm đáp án của bài toán. <laughs> Tiếp theo thầy trò chúng ta sẽ đi qua một dạng mới là dạng mũ hóa. Thầy có ví dụ như sau. Biết phương trình log logarit cơ số 2 của biểu thức 5 2 mũ x bằng 2 x có hai nghiệm là x1, x2 sao cho x1 lớn hơn x2. Khi đó hãy tính x1 cộng 2x2. Ta giải bài toán như sau. Đầu tiên ta đặt điều kiện cho phương trình. Các em để ý ở đây nó biểu thức với dấu Loga là 5 trừ 2 mũ x. À, chúng ta cũng chưa học giải bất phương trình mũ. Vì thế ta cứ giữ nguyên điều kiện này và thử lại nghiệm sau. Ta viết lại phương trình. Hãy nhắc cho các em một công thức loga cơ số a của fx bằng gx thì sẽ tương đương với lại là fx bằng a mũ gx. À đây chính là công thức mũ hóa mà thầy có giới thiệu với các em ở phần lý thuyết. Như thế ta áp dụng vào phương trình, ta được phương trình tương đương 5 trừ 2 mũ x bằng 2 mũ 2 trừ x. 2 mũ 2 trừ x các em biến đổi nó chính là 2 mũ 2 chia 2 mũ x hay là 4 chia 2 mũ x. Vì 2 mũ x lớn hơn 0 cho nên ta quy đồng và khử mẫu. Ta được phương trình mới là 2 mũ 2x trừ 5 x 2 mũ x cộng 4 bằng 0. À, việc giải phương trình mũ thì chúng ta đã học ở những bài trước. Vì thế ở đây thầy sẽ có được à, hai nghiệm là x bằng 0 và x bằng 2. Hai nghiệm này so sánh với điều kiện các em thấy đều thỏa mãn điều kiện. Khi đó do x1 lớn hơn x2 vì thế ta chọn x1 bằng 2 và x2 bằng 0. Dẫn tới là x1 cộng 2 x2 sẽ bằng 2. Ta sẽ chọn phương án B làm đáp án. Ta sang một dạng mới, dạng bài toán số 4. Áp dụng tính chất đơn điệu của hàm số để giải phương trình. Hay có một ví dụ. Phương trình log cơ số 3 của x tất cả bình phương cộng cho x trừ 12 nhân log cơ số 3 của x cộng cho 11 trừ x bằng 0 có tất cả bao nhiêu nghiệm. À, các em để ý ở phương trình này nó có một đặc điểm là các hệ số à, các hệ số của chúng ta nó có chứa biến x ở đây ha. Nó khác với những dạng ở trước. Hãy cho mình giải bài toán như sau. Đầu tiên ta cũng đặt điều kiện cho bài toán thì Biểu thức dưới dấu loga nó chỉ có là x thôi, vậy nên là x lớn hơn 0 là điều kiện của bài toán. Tiếp tục ta đặt loga cơ số 3 của x bằng t thì phương trình đã cho trở thành t bình cộng x trừ 12 nhân t cộng 11 trừ x bằng 0. Ở đây phương trình này các em xem x là tham số cho thầy nha, các em để ý phương trình này có các hệ số A cộng B cộng C bằng 0 Vì thế nó có một nghiệm là T bằng 1 và một nghiệm là T bằng C chia A Chính là 11 trừ X Ứng với T bằng 1 thì các em dễ dàng tìm được là X bằng 3 Nghiệm này thỏa điều kiện X lớn hơn 0 cho nên ta nhận Với T bằng 11 trừ X thì ta có phương trình Loga cơ số 3 của X bằng 11 trừ X Phương trình này ta chuyển giới thì được một phương trình tương đương là x trừ 11 cộng cho loga cơ số 3 của x bằng 0. Ta đặt đây là phương trình sau. À, ta xét hàm số fx bằng x trừ 11 cộng loga cơ số 3 của x trên khoảng từ 0 đến cộng vô cùng. À, ta dễ dàng thấy được là đạo hàm của hàm số này nó chính là 1 cộng 1 phần x nhân log nê của 3. Nó lớn hơn 0 với mọi x À, thuộc khoảng từ 0 đến cộng vô cùng à, Vì cái đạo hàm của nó lớn hơn 0 với mọi x thuộc khoảng từ 0 đến cộng vô cùng Cho nên là hàm số fx này đồng biến trên khoảng từ 0 đến cộng vô cùng à, Do hàm số đồng biến cho nên là đồ thị của nó là một hàm hàm tăng Vậy nên nó sẽ cắt trục hoành y bằng 0 đó, là đường thẳng y bằng 0 tại một điểm duy nhất Cho nên phương trình sau có tối đa là một nghiệm Tiếp tục ta nhận thấy là F9 bằng 0 Có nghĩa là mình thế 9 vào đây Ta thấy F9 bằng 0 Vậy nên X bằng 9 là một nghiệm duy nhất của phương trình sau Và X bằng 9 này nó lại thỏa điều kiện X lớn hơn 0 của bài toán Cuối cùng ta thấy là phương trình này có hai nghiệm là X bằng 9 và X bằng 3 Vậy nên ta chọn phương án phương án B là có hai nghiệm Hãy sang ví dụ số 2 Biết phương trình loga cơ số 5 của biểu thức 2 căn bậc 2 của x cộng 1 trên x bằng 2 nhân loga cơ số 3 của biểu thức căn bậc 2 của x trên 2 trừ cho 1 phần 2 căn bậc 2 của x. Có một nghiệm có dạng là x bằng a cộng b nhân căn 2 căn bậc 2 của 2 với ab là những số nguyên. Hãy tìm a cộng b. ta đi vào giải bài toán. các em để ý cho thầy, à, các em đầu tiên là các em nên rút gọn cái biểu thức trong với bên phải. thầy rút gọn như sau: x 1 một. À, cái biểu thức này nó chính bằng là x 1 chia cho hai căn bậc 2 của x. À, tiếp theo thì khi mà rút gọn rồi thì ta đặt điều kiện cho bài toán. thì ta nhận thấy là với biểu thức bên bên trái thì x lớn hơn không chính là điều kiện và biểu thức bên phải thì x lớn hơn một là điều kiện như vậy ta giao hai điều kiện này lại thì ta được điều kiện chung của phương trình là x lớn hơn 1. Thầy viết lại phương trình. Thầy nhắc cho các em một công thức như sau. Loga cơ số a của biểu thức fx trên biểu thức gx thì bằng loga cơ số a của fx trừ loga cơ số a của gx. Hay nói một cách khác là loga của một thương thì bằng hiệu hay loga cùng cơ số. Rồi với các điều kiện là A à, lớn hơn 0 khác 1 và biểu thức fx gx nó đều lớn hơn 0. À, ta áp dụng vào hai vế của phương trình. Thì ta biến đổi được một phương trình mới như sau. Tiếp theo thì thầy sẽ chuyển vế sao cho hai phương trình này có dạng là loga cơ số 5 cộng 2 loga cơ số 3 ở đây các em để ý. À hay có một biến đổi nhỏ như sau. 2 căn bậc 2 của x ở đây các em thầy thêm vào là cộng 1 và trừ 1. À như vậy thầy thêm vào để làm gì? Thì các em xem thầy xét hàm số FT. FT bằng loga cơ số 5 của T cộng 2 loga cơ số 3 của biểu thức T 1. Thầy xét trên khoảng là 1 đến cộng vô cùng. Sở dĩ thầy xét hàm số này, ta gọi là hàm số đặc trưng à, cho hai cái biểu thức của hai vế phương trình này. Các em thấy nó có dạng là loga cơ số 5 của T và 2 loga cơ số 3 của T 1. À, tiếp theo thì thầy sẽ đi tính đạo hàm của cái hàm số FT này. Và ta nhận xét rằng đạo hàm này nó lớn hơn 0 với mọi T thuộc khoảng từ 1 đến cộng vô cùng. Dẫn tới là hàm số FT này đồng biến trên khoảng từ 1 đến cộng vô cùng. Khi đó phương trình sau của chúng ta, phương trình sau thầy đặt sau ở đây. Phương trình sau sẽ trở thành là F của hai căn bậc 2 của X cộng 1 bằng f của x. Hãy nhắc lại cho các em một kiến thức như sau. Khi hàm số y bằng fx là hàm đơn điệu, à, hàm đơn điệu có nghĩa là hàm tăng hoặc là hàm giảm, hay nói cách khác là hàm đồng biến hoặc là hàm hàm nghịch biến, thì ta có fu bằng fv tương đương với lại là u bằng v. À, áp dụng kiến thức này vào trong cái phương trình phương trình này thì ta được là hai căn bậc 2 của x cộng 1 sẽ bằng x. À, đến đây thì việc giải phương trình này đơn giản rồi các em. Ta xem căn bậc 2 của x như là biến và đây nó là phương trình bậc 2 theo biến là căn bậc 2 của của x. Ta giải ra được hai nghiệm như sau. Các em để ý nghiệm thứ hai căn bậc 2 của x bằng 1 trừ căn bậc 2 của 2, đây là số âm. Vì thế cái cái phương trình này nó không thỏa mãn, ta loại đi. Như vậy cuối cùng ta bình phương hai vế của phương trình trên thì ta được là x bằng 3 cộng 2 căn bậc 2 của 2. À nghiệm này chính là nghiệm của phương trình vì nó lớn hơn 1. Nó thỏa điều kiện của bài toán. Như vậy các em thấy là dạng của nghiệm nó chính là 3 cộng 2 căn 2 thì ta suy ra được là a của mình nó chính là 3 và b của mình là 2 hay là a cộng b bằng 5. Khi đó ta chọn phương án c làm đáp án các em thân mến bài học của chúng ta đến đây là kết thúc mong rằng qua bài học của thầy các em rút ra được một số kiến thức và một số kỹ năng để giải toán phương trình logarit và từ đó các em có thể ứng dụng vào việc học toán của các em tốt hơn à, thầy xin chào các em